Cũng hỏi lại lần nữa xem có nhớ không nhá. Nó lớn chưa? Có khoanh chân không? Có ngồi được tử tế không? Đây bố để đây nhá. Khoanh chân nào, khoanh chân nào. Nhìn bố ngồi này. Nào, bố hỏi lại lần nữa này, nhìn bố này. Thế con lớn chưa? Có phải con trai không? Là con trai thì phải như thế nào? Ừ, có lịch sự không? Con nhìn bố đi. Không có tập trung được không? Thế con ra góc nhà con ngồi, bây giờ con tập trung vào đây nói chuyện với bố. Nhớ, ra góc nhà ngồi nhá. Không thì quay ra đây. Con quay đâu đấy? Ngồi đây. À nằm để ăn đòn nó dễ đúng không? Con quay chân vào không? Nào, thế là con trai đúng không? Đúng không? Con lớn chưa? Lớn rồi thì phải như thế nào? Thì phải lịch sự. Lịch sự như thế nào là? Bố hỏi này. Con lớn chưa? Có khoanh chân không? Có phải con trai không? Có lịch sự không? Trả lời. Heo có lịch sự không? Heo lịch sự thì heo như thế nào? Khi nào? Khi nào thì phải xuống nhà? Đúng rồi đúng không? Quay ra đây. Tức là khi mẹ tắm thì làm như nào? Ừ. Đi xuống nhà để thể hiện cái gì đây? Ừ. Có lịch sự không? Có lớn không? Thì bây giờ như này nhá. Vì con chưa làm được cái việc lịch sự đấy, đúng không? Đúng chưa? Con ra góc phủ con ngồi. Bao giờ lịch sự thì đứng dậy. Con không phải xin lỗi bố. Bởi vì đấy là cái việc con làm chưa được, chứ không phải con sai. Đúng không? Bố không phạt con. Đúng chưa nào? Con đi ra đây. Nhìn bố này này, nghe bố nói này. Bố không phạt nhá. Đấy không phải là hình phạt. Được chưa nào? Nhìn bố này, con trả lời như thế nào? Con chưa có lỗi. Nhưng con chưa... Sao con lại khóc? Nhưng sao con lại khóc? Này bố đi thôi. Bố nói chuyện với con xong rồi ra đây với mẹ. Ra đi. Bố hỏi tại sao con khóc? Ừ. Con có đứng nghiêm chỉnh được không? Thế tại sao con khóc? Cái tay để đứng nghiêm nhỉ? Đứng nghiêm như nào? Ở lớp cô dạy đứng nghiêm như nào? Bố hỏi tại sao lại phải khóc? Ừ. Bố bảo con khóc không? Thế tại sao con khóc? Bố cất cái tay của con đi. Bố hỏi như này. Này bố hỏi này. Bố hỏi này. Nhưng sao con lại xin lỗi bố? Ừ. Con có hư đâu. Bố bảo là con không hư mà. Đúng không nào? Con không hư đúng không? Chỉ là con hơi bất lịch sự một tí thôi. Con chưa lịch sự đúng không nào? Bây giờ bố cho con ngồi ở kia một lúc. Bây giờ con cảm thấy con lịch sự rồi thì con đứng dậy. Nhá.
thì bố không phạt con ra cho con ngồi, ngồi thế nào con cảm thấy con lịch sự con đứng dậy, con ngồi xuống, con ngồi là con nắm không hay ngồi đây, ngồi đâu, ngồi đấy gì đúng không? Thế con khoanh chân vào, thẳng cái lưng lên, con thẳng cái lưng chưa? Mẹ ngồi chỗ khác không phải ngồi đấy, chỗ đấy là chú của con. Con bỏ cái khăn này ra, bỏ khăn này ra, cái tay đặt ở chỗ hai cái đầu gối đi. Bố không phạt con, con ngồi xuống. Thế bố hỏi con nhá, con đã lịch sự chưa? Con lịch sự như nào? Mẹ bắt là như nào? Nào cái tay, cái chân đi đâu? Ừ. Nào, thế có gọi mẹ nữa không? Khi mẹ đang tắm nữa không? Vì sao? Vì sao không gọi nữa? Mẹ vừa mắng kia. Không phải. Con đứng dậy đi. Thế con đang nói chuyện với bố đúng không? Con bỏ đi đâu? Con đang nói chuyện với bố, con bỏ đi đâu? Con trả lời được không? Xin lỗi vì tội gì? Hư gì? Ừ? Tội hư của con là tội gì? Hư như nào? Dạ, ngồi đây. Đến từ mai mẹ không muốn lên gọi nữa. Chắc chưa? Đi đâu? Con thấy không nữa? Đi ra đây. Bố con nói chuyện xong con mới ra với mẹ được. Đi ra đây. Con nói chuyện với bố xong đâu? Thực sự đi con. Con ngồi ra cái chỗ này. Ngồi ra đây. Ngồi ở cái chỗ này. Bố làm gì con đâu? Bố đánh con chưa? Bố hỏi bố đánh con chưa? Bố hỏi bố đánh con chưa? Bố hỏi là bố đã đánh nhau chưa? Thế tại sao bố hỏi muốn đánh con trả lời mình nào? Bây giờ bố mới là đánh này. Con biết tay con vừa làm hành động gì không? Ngồi xuống. Tay con vừa làm hành động gì? Con đừng có hét về bố. Cầm cái roi đây. Bố không nghe nữa. Con thích gào mồm hay không? Con thích gào mồm hay không? Bố không nghe con nói gì cả. Con khóc bố chả nghe con nói cái gì hết. Con thích không đúng không? Con thích khóc không? Thế tại sao con lại khóc? À, đứng ra đây, quay đây. Bố bảo con khóc à? Xin lỗi là tại sao phải xin lỗi? Con không hư, nha.
Con có nhìn bố không? Bố lên rồi à. Hả? Lên rồi. Bố nói như này này. Con nghe bố nói không? Bố không thích heo khóc. Bố lên rồi à. Con đang nói cái gì đấy? Hả? Từ đây bố ngồi nói chuyện với con một chỗ đấy. Bố đang ngồi một chỗ đấy. Con xem con chạy đi bao nhiêu lời rồi. Con đi đây. Con thích đi không? Con thích đi không? Không thì con đang làm gì đấy? Bố hỏi con đang làm cái gì đấy? Bố nói chuyện với bố xong rồi ra đây. Chừng nào bố đồng ý cho con ra đây thì con mới được ra. Con thích không? Không mà mặt như nào? Mặt con như thế nào? Bố bảo con không khóc nhưng con cứ khóc. Bố đánh con chưa mà con khóc? Bố đánh chưa? Chưa sao khóc? Lại khóc đúng không? Đau. Đau mà lại gãi. Người ta ngứa, người ta gãi, đầu gãi à? Quay ra đây bố à, quay ra đây bố ảo. Con lại khóc đúng không? Con lại khóc đúng không? Bố hỏi. Con lại khóc đúng không? Nín chưa? Cái tay. Bố không biết làm gì khác à? Nào, con thích gãi không? Trả lời được không? Con trả lời kiểu gì đấy? Bố không cần con xin lỗi. Bố đang hỏi con là con đang làm cái gì đấy? Thế bố đã bảo đừng có gãi nữa để bôi thuốc mà. Ở cái tay. Con ngồi yên được không? Cái tay của con bị ngứa à? Con muốn bố giải quyết không? Con thích gãi không? Bôi thuốc cho, không có ai nữa. Bôi thuốc cho con đi. Chả hiểu chơi ở đâu mà đốt. Đến lắm đốt, tao rốn. Hồi rốn này mẹ lấy mẹ đôi bôi cho. Bỏ tay ra, không gãi nữa. Có nghe chưa? Bố không cần con xin lỗi. Con ngồi xuống đây. Con đi đâu? Con ra đây. Bỏ tay ra. Ngồi đấy. Sao con cứ bỏ đi đâu ấy?
Nghe chưa? Các bạn không mua đấy nữa, không bán được cái đấy nữa. Cái đấy không bán nữa, không bán nữa. Không thấy nó về hàng mới nữa. Giơ cao cái tay lên. Rốn nữa nhá. Rồi tay ra nhìn thấy rồi, bỏ tay ra. Không đốt kiểu gì ấy, đốt nhiều ấy. Nó có con gì có không? Không có con gì đốt, không phải là con đốt đâu. Không ra đây nhá. Con mà gắt là không bôi thuốc cho đâu ấy. Nhưng mà con chắc chắn là bị ở lớp không? Vì lúc chiều anh mềm thì có thấy. Nhưng mà con mới này. Con mới của nó mới này. Mũi đốt này là dị ứng. Không, đây không phải dị ứng, chỉ có mũi đốt đấy. Đi đâu đấy? Sao con không nói gì?